Ok, hello chào các bạn. Ok, hello chào các bạn nha. Chào các bạn. Các bạn chào bạn đến với channel Quang Dung Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Ngày hôm nay là mình đang có mặt tại bản Santu mọi người. Và đi vào thăm Bác Joao mọi người. Thăm Bác Joao xem là tình hình là như nào rồi. Và cũng như là cùng mang đến một món quà vào dịp năm mới cho Bác Joao. Và cùng mang một món quà nữa là của anh Thiền, là một anh trai là ở thành phố Hồ Chí Minh mọi người. Là anh ấy cũng đã nói bảo là sẽ là mừng tuổi cho nhà Bác Joao cũng như là bác trưởng thôn Ba rồi. Và bây giờ là để Bác Joao với lại là anh khuyết tật là mỗi người là 2 triệu Việt Nam đồng. 2 triệu Việt Nam đồng thì đó là năm tầm khoảng là gần 100 đô mọi người. Thì bên này giá tiền này tầm khoảng là 80.000 đấy, khoảng 87-80.000 như đấy đấy. Thì bây giờ là mình sẽ mang món quà đến nhà Bác Joao cũng như là mừng Bác Joao để mà gửi đến Bác Joao bánh kẹo ấy thì nó phải cho các em nhỏ. Vâng. Các em nhỏ ấy đi. Vâng. Về còn cái này là mình mua thêm mọi người, nghĩa là chai dầu với lại là thùng mì ấy mình mua thêm để cho bác ăn vào ngày Tết. Tôi về đây. Muốn tôi thêm không? Tại sao điều nào? Thế anh là chào các bạn. Ok, hello chào các bạn. Đây là con ta của cậu bạn bạn. Tên sang kia kì. Cô ta còn kì. Qua lá mình nào. Đây mời cao rau mọi người. Agora o ano novo que conta cabelo, né? Sim. Tem conta também coisa. Aqui. Cabelo, novo cabelo. Já, tá bom. Cala aí, vou ter, nhanh lên. Một thùng mì ấy về lại là một chai rau. Vâng. Yeah. Vem visitar. Và là double festa. Yeah. Vai 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 casa. Tê. Ok. Yeah. Ok. Como é, Marcelina? Tisi. Tudo bem? Ana vem comentar. Tisi. Chào các bạn. Chào các bạn. Đây là công chúa bản mọi người, công chúa bản bây giờ là hai bộ đồ đẹp ấy, bộ đồ mua không ấy? Hay. Hai. Bộ đồ mua đi. Đúng. Hai. Bộ đồ mua. À ok. Bây giờ là dạ. Dạ fish nè mà. Tôi bảy. À tôi ra tay kê. Ta tư bông ra. À ok. À ôi là ta bông đấy. À bây giờ là đỡ hơn thôi. Đỡ hơn một tí thôi. Casa, ah, lá mora tá tudo bom? Ah, disse, a casa tá tudo bom. Ah, deu já um, né? Já já um. Tá tudo bom. Também olho. Oh, muito obrigado. Para cozinhar. Obrigado, ok. Yeah. Está sempre tá bom, né? Ah, sempre tá bom. A noite tá sendo bem. A noite sempre sente bem. Ok. E todas as coisas consegue procurar rápido. Ok. Không, cái này là để một thêm một báo nữa để phạt đây. Một tí là phạt bên chỗ anh khuyết tật nữa. Nhá, hai báo phạt là phạt. Gọi các em nhỏ anh phạt đi. Dạ, ta tudo bom. Não muda nada. Nada. One novo. Não tem, não muda nada. One novo. É. Ah, fui mudei alguma coisa. É, mas agora o coisa de Ringuba. Tem já, tá lá? Ah, Ringuba já tem já pra lá. Agora também. Conforme aquelas plantas de cebola, já estamos nessa altura. Ah, cebola tá bom, né? Sim, tá tudo okay, bom. Ok, depois vamos lá. Ok. Và như là bây giờ là cái bản Santu thì được cái là các đội ngũ nông nghiệp là giống như là đã có gọi là biết cách trồng trọt rồi. Bây giờ là hành trái cũng chỉ mới thu hoạch mọi người. Và chúng mình như vậy thôi, mà mình cũng không có nhiều thời gian để vào trực tiếp trong bản để mà gọi là để mà giúp đỡ trực tiếp được nhiều được. Nhưng mà cả quan trọng là người dân bản là biết cách được, biết cách làm cũng như là biết cách lao động. Để một lát mình sẽ qua bên anh Manuel luôn, tại vì mình cũng muốn mang món quà đến cho anh ấy luôn. Lâu lắm rồi mà cũng gọi là cũng không đến thăm anh ấy. Dạ, tá bom. Outra coisa. Nosso vietnamita. Tem amigo. Um amigo. O jovem, nome Thiên. O nome é Thiên. Thiên. Dạ, ele quer ouvir a boa festa. Com você, com aquela senhora José, com aquela... A senhora José. E tipo uma 80 mil kwanza. Tipo um 100, tipo uma quase uma 100 dólares já. Para oferecer para vocês, a família, já. Já tá. Tira. Tem na trong xe ô tô đấy. Là chạy xe ô tô mở ê. Ở phía trên này, giờ nạp lên này, có cũng tiền đó đấy nha. Đấy. Thế bây giờ là mình sẽ trao món quà đến cho bác Joao là 80.000. 80.000 quan giạt là tương đương với là hơn 100 gọi là gần 100 đô mọi người. Gần 100 đô thì thôi mình để 80.000 luôn, tầm khoảng 7.000 thôi mình cho thêm cho 80.000 luôn là gửi đến bác Joao và để chúc bác rồi là để mua sắm thêm đồ đạc trong nhà cũng như là quần áo cho Marcelina các kiểu. Obrigado. Gostei imenso porque o vietnamista. Yeah, aquele amigo. Aquele amigo.
Nos recordó de noche para una ayuda mutua, esa garantía. Está muy bien. Entonces, para usted continúa más haciendo la obra, tu trabajo que está haciendo. Aumentar el trabajo. Después compra también para Marcelina ropa. Ropa bonita. Después habla con Pai João comprar ropa, ¿ya? ¿Está doente o qué? Sí, ese día está doente, hasta fue recetado, la receta de él está ahí, está continuando. ¿Doente más? Tomar 10 años. Ahí tiene. Tiene marido, pero de más, gửi tang đến cho Bạc João, cũng như là anh khuyết tật, một lần mình khóa nhà anh khuyết tật luôn. Ta kì, có xe giả ông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 40, aquí más 1, 2, 3, 4. Esa aquí es para 3 personas. Después vamos a investigar para él también. Ahora fala con obrigado, ¿qué? Obrigado por el entrenamiento, a un colega Tini, que le ofreceu esa masa. Ya, está bom, bro. Para comprar. Ahora, ese malo tiene que entrar para el coche, mulher. Guardar. Para poder guardar. Ahí, mulher, ahí la rotina. Mặc dù là. Gọi là nó không phải là nó rất là lớn mọi người, sản lượng người Nhật Bản là thật rất là lớn, tại vì là để mà mua sắm những cái cho gia đình, kể cả một số tiền này là cũng rất là khó mà kiếm được. Thì một lần này thì mình cũng muốn thay mặt cho Bạc João của mình, gia đình Bạc João là gửi lời cảm ơn đến anh Thiền đến ở thành phố Hồ Chí Minh là gửi món quà đến cho anh Bạc João cũng như anh Quỳ Tật. Thì một lần thì mình sẽ quay ngay anh Quỳ Tật sau. Ok, dạ ta bộ ông lại bên kêu cái em nhỏ này phải đi. Dạ thích ông vào đáp bể. Ok, bây giờ là để mua bánh kẹo phải các em nhỏ mọi người, đi đâu cũng phải có bánh kẹo thôi cho vui. Ngay gọi là những ngày Tết mà. Có phải ra cái là robot bonito, cái là phát bonito. Tá aqui dentro. Ok. Ok. Aí, depois eu vou ir lá para coisa para visitar mais lá. Ok. Ok. Estamos listos. Vem, Marcelina, vem. Tchau, comand. Tchau. Tá lindo com a coisa. Amor, divertido. Ok. Já. Tá sendo doi mal. Amelinho. Fica bem, não fica complicado. Marcelina, vem. Aí tá. Tá aqui. Come on. Tchau. Aí tem um bom nome mà, cho nên là mình vào thăm bản cũng như là mang món quà đến cho bác Tường Thôn. Một lần này thì mình bây giờ thì mình sẽ đi qua nhà của anh Manuel cũng như là anh José để mà gửi tặng món quà của anh Thiền đến về là gia đình của anh Quỳ Tật. Ok. Thế bạn ta chào các bạn. Ok. Mà về ta mới về comer đâu comer. Vem comer. Ok. Ya, sí, bà qua đây nuôi João. Ya, qua đây rồi. Para você. Vamos guardar. Ya. Fica bem, ya. Fica bem. Ok. Ok. Sí, tá bom. Agora vamos lá no coisa do Manuel. Ok. Bây giờ mình sẽ hát với nhà anh José, mọi người. Ya, tá bom. Vamos. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Ok, ya. Boa tarde. Ya, tá bom, chega. Pisi. Tchau, meu senhor. Ya, Ana vai falar tchau, Coban. Tchau, Coban. Tá aí. Ok. Cavani. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem, chefe. Agora do ano novo. Do ano novo. O ano novo tem um bebê desse que. Ah, tá onde? Tá onde? A nossa cria, tá aí. Ah, mamá, agora aqui. Espera, já, essa aqui para dar no coisa do ano novo, já? Sim, já, ok. Aí você vem aqui? Ah, tem um grilho, tá? Boa festa. Do ano novo. Três. Uma vez três ou como? Hã? Ah? Não. Uma. E o outro? O outro, dois. Dois. Ah, ok. Daí. Sabe, chefe. Aí, anh aí da giới thiệu mình là. Sim. Khỏe mình năm mới là có hai con dê mới, mọi người. Ah, essa aí. Que nasceu quando? Essa aí, dois. Já, essa dois? Essa dois. Mas agora, que nasceu quando essa? Que nasceu quando? Hã? Ah? Nasceu quando? Dia 16. É muito tempo já? 16 de dezembro. Ah, então só já são quase 20 dias. Ah, 20 dias. Ok. Essa aí é dia. Daí é hai con dê. Hai con dê của anh ấy là bây giờ là đã một con là sinh được hai con dê, còn một con là ơi vai là. Anh đã phải. Vai là sao? Filho você, né? Teu filho. É o neto.
Ya, vai soltar. Porque roupa bonita, não vou entrar aqui. Tá. Ah, ok. Aqui também, que tem dois aqui. Essa é uma. Aqui. Essa é uma. Aí vai cortar em quatro, porque daí dizer, aí núi lá vai ir lá cortar. Một con là sinh được hai con trên con, một con là sinh được một con thì rất đẹp. Ta tudo bom agora, mano. À, milho tá grande. O milho tá grande, chefe. Yeah. Tá tudo bem. Aqui. Sim, sim, sim. Còn đây là ngô, mọi người, đây như thế. Một ngô rất to. Chà. Đây, agora, esse aqui, cimento aqui é bom. É cimento, meu chefe, é bom. É. É cimento, já. Yeah. É cimento novo. É novo, tudo bem. É novo. Aqui tá tudo aquele grande. Aquele milho antigo, já. Não se... Não se compara. Não tá sabendo bem. Não se compara. Aí, esse, aí esse também. É esse também tá grande. Aí. Esse também tá grande, chefe. Ah. Sim. Puxa. Mas ali vai o nome mãe lá. Agora, só que casa tá sujo. Por causa de tá coisa, né? Tá sujo porque... É chuva. Atrás da chuva, chefe. Mas những cái trường hợp này thì không tránh khỏi, mọi người ạ. Những ngôi nhà mà những ngôi nhà... Bate aí, depois começa a sujar aí. Những ngôi nhà đất đấy thì khó tránh khỏi là cái trường hợp bị bẩn ở khu vực này lắm. Depois tem sujar lá. Không được. Ông cháu mà làm ngôi nhà đất thì làm ngôi nhà bằng bê tông nó phải làm bằng màu đỏ hay. Mau của đất luôn đi thì được sạch sẽ. Đấy, cây ngô, bọc ngô nó to. Tá bonito. O milho tá bonito, chefe. É. Esse milho é semente nova. Semente nova. Semente nova. Sai bem. Sim. É. Da ganada vai molhar. Ah, cá aí, deu? Milho, tá vendo? Não se compara com esse milho antiga. Ai, một cái cây ngô bá to đẹp. Ok, tá bom. Aqui também, tá grande. Tá grande, chefe. Pode devagar, já. O milho tá grande. Tá grande já aqui, esse aqui. Chefe, esse é milho quando será grande, eu vou te levar para a minha casa. Ah, minha casa? A minha casa tá a tua casa, sim. Ok, tá bom, não esquece. Não vou esquecer. Hôm sau vai, vai. Hôm sau là, lúc năm nó đến cái độ tuổi già là sẽ bè một ít vô tăng cho mình. Đấy, rất là ok. Đây, cái chậu ngô này, chậu ngô tốt. Ngày xưa là đã đưa anh một đống trong đấy. Bây giờ trong ở đây đây nó khác biệt hẳn so với là những cái giống ngô của xung quanh mọi người. Cái giống ngô này rất tốt. Chúng ta sẽ tên kịp cô mới xảy ra para guardar guardar o milho aqui, semente para o outro ano que vai terminar fazer mais grande. Tá bem, chefe. Obrigado, chefe. Ah, anh lấy bánh kẹo phá cho các em nhỏ đó đi. Đấy, lúc nào để có bánh kẹo phá cho nhỏ đấy. Xếp hàng anh đi kiểu phá cho cái đồ ăn có cả nhá. Fica fila aqui, estrado aí. Já, dá lá. Já, ok. Hoje também fiz escolher aquele feijão, porque está estragado, tirei um bocado. Aí, mas agora o milho está bom, não? O milho está bom. Milho agora já está sai flor? Já tem criança grande. Aí? Sim. Tá bom, já. Tá bom, chefe. Camoni. Vietnami. Ok, Jacobá. Jacobá. Já, tá, vem aqui. Fora aqui. Agora, outra coisa. Nosso vietnamita, tá bem, que tem um amigo, tá bem, que nome Thien, nome é Thien, já Thien, tá bem, quero que oferecer para você boa festa, tá bem, para tá você, para você, para João, 80 mil quantos. Yeah. Não te falo mais, você. Yeah. Tá bom, já. Levanta só, tá sujo. Yeah. Agora, essa aqui é de um amigo que Thien. Tá bem. Yeah, agora você tem que falar, come on, I'm Thien. Camoni Etienne. Ok. Sakuba. Já tá bom. Tá, meu chefe. Tá aqui. Ô, chefe, pode entrar só. Ok, fechado. Se pé só. Hã? Casa? Ah, ok. A minha já sabe. A urinha tem que ser casa dentro. Aqui vem. A pessoa. Vai lá, tem lá feio. Ô, chefe, tá fechado só aqui. Fica aí, sai aqui. Bây giờ tiên anh bảo là phải bỏ đường nha, phải sợ ai xung quanh người ta biết mọi người. Agora... Você já sabe, essa pessoa fala muito mal. Ok. Sim. Anh bảo là bây giờ đưa tiên phải vào nhà mọi người. Bây giờ là... Ok. Ok. Yeah. Ok. Yeah, đúng không? Yeah. Ok. Một. Đấy. À, nhưng mà tiên của anh tiên tặng nhưng mà mình được đứng được bữa nay để hôn mọi người. Tá bom. Yeah. Hai. 20 aqui. Tá, chefe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Já. Tá, beleza. Já tá aqui. Ok, já, tá bom. Já. Fica só bem aqui. Tá, beleza. Agora eu vou à casa do Manuel. Tá, beleza, chefe. Eu vou ver também o do Lau pra você. Tá, beleza. Já, tá bom. Já, yeah, ok. Tá, Jacobá! Jacobá! Camoni! Yeah. Vietnami! Anh ấy rất là thông minh mọi người. Bảo là
Bây giờ tiền nhiều nên bây giờ ai nhìn thấy là sẽ nguy hiểm cho gia đình ấy. Bây giờ là số tiền lớn mà. Ok. Con mẹ B, sao các bạn? Đấy. Bây giờ mình sẽ qua bên chỗ nhà anh của Manuel mọi người. Ok, dạ. Yeah. Không phải chú đâu bây. Tất nhiên. Tên sẽ chef. Ui, tên có đây rất là nhiều con. 7-8 con ấy. Đây có chung dế đấy là ngon lành ấy. Đấy. Dạ ok, để vào đây. Taki, bao bữa xe. Bữa xe. Não tenho como agradecer, chefe. Cho bạc giáo thì vậy lại là anh khuyết tật thì bây giờ mình cũng muốn về tặng cho anh Manuel một đỉnh luôn để cho anh em mày để mà mua thêm đồ ăn đồ uống cũng như là trong công việc hàng ngày mọi người. Sau này là như là bạc giáo như là anh Manuel cũng như là những người nào mà trong đội nông nghiệp mình sẽ chuyển cho anh ta để mà làm việc tại cái nông trại của mình mọi người. Nông trại sẽ hình thành vào năm tháng năm. Rồi bây giờ đang trong cái giai đoạn gọi là mình sắp xếp cũng như là trong công việc gọi là chuẩn bị đất đai kiểu mọi người. Thì sáng năm khi năm mình quay tháng đây lại thì mình sẽ là hình thành một cái nông trại đấy. Và những người mà là trong các bản có những ai mà làm việc xuất sắc cũng như là có khi gọi là có xuất sắc ngoan ngoãn mọi người thì mình sẽ chọn vào cái đời nông nghiệp để làm cái nông trại. Thì nhà đây cũng có công việc làm thì ai cũng biết được học hỏi được những kinh nghiệm trong nông nghiệp. Thì sau này có thể về bản để mà trồng trọt cũng như là làm thay đổi được cái cuộc sống cũng là truyền đạt lại kinh nghiệm cho người khác mới vậy cho các người dân bản nữa. Dạ sao chị tính tầm hiệu quả nhỉ? Là bố xe nụ cô dù tudo aí do Alguém. Sim, chefe. Vai cobrar coisa aí tudo, já? Sim, chefe. Muito obrigado, chefe. Okay. Não tenho como agradecer, chefe. Sim, tá. Muito obrigado. É, qual é? Ah, eu agradeço muito, chefe. Vai, vai, vai. 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 Sim, chefe. Agradeço muito, chefe. Não tenho como falar. Muito obrigado. Ok. Obrigado mesmo. Já, tá bom. Fica bem de lavra. Agora se me acordo, se bora, tá tudo bom? Sim, já tá bom. Okay. Sim. Bom, né? Sim. Ok, tá bom. Sim. Dạ, então, chào. Sim, chào, chào. Chào. Dạ. Thì hôm nay đi là chúng ta bao thì gặp em Manuel nhưng mà cũng gặp được anh ấy bần thôi. Em ấy đi công việc thôi, thì có gặp vợ anh ấy. Thì có mấy người muốn qua đến cho anh ấy luôn. À, Sim. Qua chào mấy anh ấy. Chào các bạn. 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 Ok, tôi dẫn ấy. Ui, ta kè cái gì để xe gầy đấy vui à ta bồ cái gì anh con nữa á đấy về nhà ta bồ nhà nó chỉ có những bộ ok bạn ơi thì hôm nay là một video cũng khá là vào cũng chưa năm mới mình cũng đi thay mặt của anh Thiền cũng vừa qua để cho bác giáo cũng như anh Jose kể cả may mắn em bán đồ nhưng mà em lại không ở nhà một người thì để hôm sau mình sẽ quay lại và anh xem những cái thành quả nông nghiệp của anh Manuel và của người nông nghiệp đang ở phía đây đã có anh cây có khoai tây có ngô có cà chua lửa mời mọi người thì em đi mình cảm ơn rất là nhiều và luôn quan tâm và theo dõi kênh Quang Nhung Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Các bạn thấy video này hãy về nhớ một like một share cùng chính là một đăng ký kênh Quang Nhung Vlog Cuộc Sống Châu Phi nhé. Ui, chào các bạn. Chào các bạn. Cảm ơn đi. Việt Nam. Ok, dạ.